Và chúng ta hãy chào đón sự trở lại của Nam Thư. Và Quỳnh Lam. Tưởng hai đứa đi đón Giáng sinh không đó. Trời ơi, sao vô tình vậy Lam? Trời ơi, hai chị em lúc nào cũng không hẹn mà gặp luôn á. Thiệt. Thần giao cách cảm á phải không? Đúng rồi, không hiểu lý do tại sao. Nè, Lập với Thư đã từng tham gia chương trình một lần rồi, giờ quay trở lại thấy làm sao? Em thấy là em hết sức là hồi hộp. Bởi vì không biết là em sẽ về đội của ai. Mà em nghĩ là sau khi tham gia chương trình, coi lại nhiều chương trình thì em rút ra được một cái kinh nghiệm là dù gì khách mời tới đây vẫn nằm kèo trên. Giờ không có khách mời, giờ hai chủ nhà ngồi với ai? Đúng rồi, đúng rồi, giờ mình về đâu quay được không chị? Cái gì vậy? Nó nghe là thôi. Nó nghe là thôi, thôi đừng làm vậy, đừng làm vậy. Đừng làm vậy, tội nghiệp chủ nhà của anh lắm nha. Tại sao lại là kèo trên? Trong khi ở đây Trường Giang còn chưa nói Trường Giang có muốn nhận bạn về hay không? Hãy nhìn Trường Giang đi. Hai nghệ sĩ khách mời hôm nay là tôi thấy thua rồi đó. Thì bởi trong chương trình này chỉ có không có ca sĩ mới không hát được thôi. Đúng. Nhưng mà không có ca sĩ cũng được. Hai đứa mình tự hát luôn. Đúng. Không, không. Trời ơi, gan quá. Đúng không? Trời ơi, chết rồi. Tôi anh có bài riêng. Chương trình này quan trọng nhất là những bạn thí sinh bí ẩn đứng trên kia thôi. Đúng. Không có MC cũng được. Cái gì vậy? Cất anh luôn. Thôi đi về. Ba đứa mình đi về luôn đi. Thôi được rồi, để cho biên tập với lại thí sinh tự chơi nha. Khoan, hồi nãy Trấn Xin nói là Trấn Xin có bài riêng. Bài gì? Cánh hồng phai hả? Không có bài, hát hoài. Đi chương trình nào cũng hát. Hát hoài, cánh hồng phai, phai 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 hoài. Giới thiệu mình từng thành viên đi ạ. Xin mời, đây là một nhân vật là mọi người đã quá quen thuộc rồi. Là không được giới thiệu hả? Dạ, được, em giới thiệu cho chị cho. Một nữ diễn viên. Thôi, em khỏi, chị không cần. Một nữ diễn dạ, ok chị. Dạ. Chị giới thiệu đi chị. Xin chào mọi người, mình là Nam Thư. Nickname của mình là Thập Tứ, năm nay mình 14 tuổi. Trời, 14 tuổi là chị nhỏ hơn em luôn chị. Đúng rồi cơ. Chị nhỏ nhất trong chương trình này, bây giờ chút xíu nữa bước ra. Chị mới là xàm đó chị Thư. Dạ, em Dương Thanh Vàng, gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Dạ, em là Nam. Mình phải khẳng định lại một lần nữa cho khán giả. Không, tại nhiều khi sợ người ta hiểu lầm. Đâu có ai nghĩ gì đâu. Không phải đâu, tại mọi người không thấy thôi. Anh à, anh biết không, sau khi thất bại mối tình đầu tiên với một người tên Huy, em thực sự là mất cảm xúc vào cuộc sống này. Người đó đã từng nói yêu em lắm, thương em lắm. Anh biết Ngô Kiến Huy không? Mà bây giờ người ta bỏ em, người ta đi. Anh à, em xin anh một lần thôi, đừng để trái tim em tổn thương một lần nào nữa. Anh có thể cầm chìa khóa bước vào và mở cửa trái tim em được không? Em xin anh đó, đừng tàn nhẫn với em như người tên Huy lúc trước nha. Nha anh. Có nhạc buồn rồi. Ủa, hết 15 giây chưa? Chưa. Giờ mới bắt đầu hả chị? Bây giờ bắt đầu vô chính. được. Anh à, ý lộn. Mỗi lần gặp anh á, anh biết không, mỗi lần gặp anh á, em cứ bị ám ảnh về mối tình trước kia. Hứa yêu em, hứa thương em. Hả? Bây giờ em hận người đàn ông nào tên Huy lắm. Anh tên gì? Anh tên Đạt hả? Thôi, công nhận cái tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Hết thời gian, cảm ơn chị Thư. Em hỏi chị Thư trước là cái bạn hồi nãy bạn nói bạn tên gì? Tên Đạt. Lê Giang Đạt hả? Em còn làm ở đó không em? Thì tại vì đó, mọi người đang thắc mắc là không biết bạn đó sao, chị có thể diễn tả được cái body của bạn đó được không? Ảnh đang mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng, tóc hơi uống nhẹ, bồng bềnh, undercut. Dễ thương, da đẹp, chân mày đẹp, lông mi đẹp. Ủa, chị đang tả nam hay tả nữ? Chị tả nam. Nam. Ở trong mà này mặt là cực phẩm đó em à. Wow. Có thể nhìn sâu vào trong đôi mắt kia. Nhìn sâu vào trong đôi mắt của chị Nam Thư. Có thể là chị Nam Thư đang nói chuyện với một cái vật gì đó mà chị tưởng cái tượng. Cái này mới là phân tích nè. Đó là bị tâm thần phân liệt. Chị đang bị tâm thần phân liệt. Chị tưởng tượng rằng là đó, trước mặt chị là đang có một chàng trai rất là dữ dội. Với lại trong đó nóng lắm à, bận vest. Đúng rồi. Chị Nam Thư chỉ có cái tâm lý mà phức tạp lắm. Chị bị nuôi tâm lý đó, là hình mẫu mà chị muốn. Đó.
đôi khi đó là một sự bất ngờ thì sao? Không anh ơi, tại nhiều khi á, em cũng đang nghi vấn là chị Thư, tại vì em cũng qua nhà chị Thư thường, em biết bị cái dòng mà ế lâu năm á hay tưởng tượng lắm. Không phải đâu. Không, em chơi với chị Thư cũng lâu năm nè, em cũng hiểu chị Thư, lâu lâu bắn ngồi trong toilet bắn ngồi mới nói chuyện mình vậy đó. Không phải trong toilet đâu, không phải bàn chuyện không chị, ở đâu cũng nói chuyện một ở đâu cũng nói chuyện một mình. Anh làm chứng, hôm bữa đi quay chị á, chị ngồi gốc cây nói chuyện mình luôn. Thế nè, rõ ràng không, trong câu chuyện tình của anh làm gì mà kể cái chuyện đó, cô kiếm Huy nữa đúng không? Phi lý. Thế ra làm gì mà có chuyện mà yêu một ca sĩ cả một cuộc đời chỉ có một bài hit. Các bạn nghĩ chị tôi không diễn được à? Các bạn làm to rồi. Để coi những lời nói ngọt ngào hồi nãy giờ chị Thư đã dành cho ai. Ba, kéo xuống nha. 3 2 1. Trời ơi. Thấy chưa? Nó có sai không? Cực phẩm có sai không? Đừng để trái tim em tổn thương một lần nào nữa. Anh có thể cầm chìa khóa bước vào và mở cửa trái tim em được không? Bây giờ em hận người đàn ông nào tên Quy lắm. Anh tên gì? Anh tên gì? Anh tên Đạt hả? Thôi, công nhận cái tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Đây nè, giới thiệu tên. Anh xin giới thiệu anh là... Anh xin giới thiệu anh là... Văn Đạt. Văn Đạt. Wow, Đạt wow, Văn luôn. Đạt. Xin chào bé Lê Văn Đạt. Dạo này em còn làm đó không ta? Văn Đạt. Văn Đạt. Ở đây Văn Đạt ngủ không được. Rồi, cảm ơn anh Đạt đã tham gia chương trình rồi. Anh có người yêu chưa? Anh bạn FA em ạ. À, chị em đang ế. Kỳ. Có gì người ta xin số điện thoại cái không? Gì? Kỳ. Từ từ rồi, xin số giỏng rồi. Ừ, rồi thôi đi anh, mình về luôn. Ờ, xong Phong. Chị Thư là ngưng chương trình này luôn hả? Là xong đúng rồi Phong. Chưa sao? Chưa, chị ở lại đó. Ủa vậy hả? Vàng này. Thưa em thấy sao nào? Em bị hoang mang quá. Sao vậy? Em vẫn đang 50-50 nè. Em không có nhận ra được một cái nét gì đó giống mình sao Thư? Anh ơi, Thư biết đau đó. Bạn Thành, tôi không biết là tôi bị cái gì mà anh tình nghĩa là kỳ thị tôi mất nhở như vậy. Bạn chỉ bị hát dở thôi, bạn đâu bị gì đâu. Đó là sự thật. Nhưng mà nếu mình biết như vậy mình đừng nên buồn. Mình chỉ nói về bạn ấy thôi. Đúng, đúng rồi mọi người ơi. Hãy tập trung vào cái vấn đề, cái tiêu chí chương trình là rồi gì. Rồi theo Đức Hai dây dở nè. Theo tôi nhận thấy khi mà cái giọng bạn ấy chỉ thốt lên vài tích tắc cất thôi. Lên, cất lên. Cất lên. Tôi đã cảm nhận được cái decibel ở trong decibel cái giọng của bạn này. Cái âm sắc anh ạ. Cái âm sắc, cái âm đó sắc. Là mình nói là tiếng Việt, mình nói theo cái chuyên môn. Cho em nghĩ số này được không? Hai bên nó giọng vô chịu nổi. Hai đứa mua cà phê ra ngoài quán ngồi nói chuyện nhau đó. Không, giọng bạn này hát hay. Cảm ơn anh Đức. Tròn đây nè. Đấy, tròn, đây mới là tròn. Trắng. Này, theo tôi xét về khẩu hình học, mồm học. Thì cái mồm vừa rồi là một loại mồm. Mồm há. Không, mồm há linh hoạt. Một loại mồm há linh hoạt. Cái mồm mà hạng thương gia là sao? Mồm hạng thương gia. Ê, thế cái mồm hạng phổ thông là mồm gì? Đúng rồi, để nói luôn á. À, mồm hạng phổ thông là... Phổ thông là hạng anh Đức. Đức ơi, sao yêu thương nhau lắm mà Đức. Nắm tay cho cố vô, tin cho cho cố vô, đẩy một phát. Một cái câu giống như là vả vào mồm em vậy Đức. Trời ơi, thấy không? Binh cho giữ vô, tay nắm chặt tay, làm nhân chứng. Ờ. Mà chúng ta phải phân tích nha. Được đổi trả hay là giá rẻ? Đổi trả. Phổ thông linh hoạt nha. Anh Đức là một chiều đi không có chiều về. Ít ra mồm tôi chưa delay lần nào. Ủa cái mồm delay là sao Đức? Có nghĩa là nói ra rồi phải rút lời lại là bị vạ miệng đó anh. Đúng. Cái mồm em nói ra chỉ có chuẩn. Cái này giống như là em đang giả về mặt ảnh hưởng của em. Mồm em chưa bị delay. Phổ thông linh hoạt. Vậy cái mồm phổ thông linh hoạt, nói cho anh nghe xem ý kiến của em thế nào. Riêng về cái nha sĩ này. Bạn nha sĩ này. Thì em là khách hàng tiềm năng á. Đây là...
ơi bạn này, đại nghĩa duyên giác. Em nhận thấy rằng bạn này không phải là nha sĩ, bởi vì em đã đến rất nhiều, đã đến rất là nhiều phòng nha. Ok lắm anh ạ. Bạn này không phải nha sĩ, và cái cách bạn ấy bẽn lẽn từ nãy giờ, em nghĩ là bạn ấy có một diễn, cái chút diễn gì đó hát được. Cô này xinh nhở, cô này rất xinh nhá, mà làm động tác hái nấm cũng rất chuyên nghiệp. Giọng này mà hát không hay thì thương lắm. Còn Nam Thư, em thấy sao? Em đang thắc mắc nghĩ là, ủa ví dụ như cái nấm đó nó ra mọc ra cái nấm rồi, mình hái cái nấm xong rồi cái cục đó mình dục hay là đang mình... nghe sạch Google Thư. Nó mọc mọc ra em, nó mọc ra. Nó mọc ra lại hả anh Giang? Cái đó bên chương trình nông nghiệp. Vô đây hỏi trồng nấm. Nông nghiệp là phát triển nông thôn. Ủa tôi chết rồi, Đức Phúc rồi. Chết rồi. 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 Hay rồi. Sớm khi bình minh, có biết không giữa đám đông chợt có lúc anh yêu lòng. Từng ngày trôi qua sao quá dài, con tim anh như mệt nhoài, tự hỏi rằng em nơi đâu. Người yêu anh thấy những lúc em ở đây, mùa đông như ấm hơn khi tay đan bàn tay. Kề môi anh khẽ thì thầm rằng anh yêu em rất chân thành. Hàng cây xa vẫn mãi đứng đó trước gió, và hình như anh vẫn đang nơi đây chờ em. Làm sao để nói một lời em hãy quay về bên anh. Hãy dành một tràng vỗ tay thật cuồng nhiệt dành cho hai vũ công của chúng ta nha. Anh thấy tâm nếu heo 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 là ok rồi đó. Giọng hát em là giọng hát dẫm trên dư luận mà đi. Dư luận có nói gì về em? Ok, I don't care. Em sai rồi nhưng anh xin lỗi em đi.
Đúng chất, đúng chất. Không những là giọng hát mà còn thái độ nữa. Thái độ em là bất chấp. Thái độ rất chị Nam Thư đấy, rất là chị đúng, Nam Thư thái đấy. Thái độ em là thái độ Nam Thư đó. Muốn gì? Nghe chị ba hát. Cái gì? Chọn chị hả? Ừ, chị hát dở đó làm gì nhau. Xóa mơ mình không thể lâu dài chỉ vì